Vâng, tỷ số đang là 1-0 trong trận đấu thứ ba và các bạn có thể thấy rằng là Hysen đối đầu với Pho và Maxi. Lợi thế vẫn đang thuộc về các thành viên của bên phía Game TV. Rõ ràng là như vậy rồi. Và đây là máy của Hysen trong tay của cầu thủ U98. Không lên được. 0.7. Cái này là không. Vâng, 23 nông dân đến từ game thủ cầm sen. Và kích đời là rất sớm rồi. Vẫn thêm còn thêm một voi nữa. Màn hình máy tới từ game thủ Trương thôi. Nghe vẻ Trương đang hơi đói. Vâng, nhà Hitty có rừng. Đây là bài solo cung đờ cũng là ổn. Nhưng vấn đề là đánh 22. Vâng, có một bầy hiêu. Như vậy là đủ đồ lên đời dành cho game thủ Trương ở trong trận này. Anh chưa, Trương lên đời một khá muộn. Đủ đồ chưa? Vâng, kích đời. Có quả phụ. Quay trở lại với màn hình máy tới từ game thủ U98. 9 phút 10 giây. Với 23 nông dân xe. Cầu nốt con voi về. Vẫn còn một voi nữa. Một trận đấu mà có quá nhiều voi dành cho game thủ U98 và... Vâng, em sẽ người cần phải ít nhất là một nhà rưỡi. Vâng, phải cần ít nhất là một nhà rưỡi. Dò lên đời thì vâng, đương nhiên là phải là công giáp đầy đủ để có sự hiệu quả tối đa. Vâng, con dò sẽ đẩy đi ngay. Con voi tiếp theo. Vâng, hai hit trong tận này. Có lẽ là sẽ nên xóa một hai cái ruộng ra. Chưa gặp ai cả. Dường như đang U98 đang muốn chéo cánh để cho người đồng đội mình với bài cầm hitty có thể khỏe, đó là game thủ Trương. Vâng, đây là những con nông dân của Maxi. Và chơi luôn. Giò đứng thủ dành cho Maxi. Vâng, Maxi vẫn còn đang có một bài, còn một quả phụ chưa ăn. Khá khỏe. Hai L vẫn đang vã đều dành cho tài năng trẻ của Clan Game TV. Tham lai đang là 24/28. Vâng, hai L vẫn đang vã rất đều ở trong trận thi đấu này. Vâng, hai con nông dân ở phía ngoài pha vẩy, đó là và một pha vẩy tốt tới từ Kenzit. Bây giờ thì hai lạc đà sẽ tiếp tục công vào. Vâng, hai lạc đà tơn đầu tiên, hai lạc đà sẽ công sang nhà đồ. Vâng, chéo cánh và tơn thứ hai thì có lẽ sẽ chém đi luôn nhà của Phonesia.
Màn hình máy tới từ game thủ trưởng, vẫn đang chưa bị ai đụng vào. Vâng, Phonesia nhiều khả năng sẽ ở góc 6 giờ. Như tôi nói ở thời điểm ban đầu rồi, pha vẻ để có thể ăn được con ngựa giò nó thành công rồi. Bây giờ thì quay lại chơi bãi vàng của Maxi thôi. Vâng, đây là nhà Y tới từ Maxi. Giữ giò em. Rồi. Nhưng toàn bộ số lượng nông dân này sẽ phải nằm xuống ngay. Và cung R Hitty nữa không xoắn Y Maxi được bao nhiêu cả. Chơi được. Vâng, quan trọng nhất đó là giữ được con giò trong vâng tình huống này để khỏi phải mất thực xin con giò khác. Tham lai vẫn đang là 32. Ngựa giò giữ là lạc đà vẫn đang đứng thủ nha. Ăn được khá nhiều dân của game thủ cầm Maxi rồi. Bây giờ thì tụ tất cả lạc đà lại ốp luôn một tên Phonesian là xong thôi. Và vậy khá nhanh tay tới từ game thủ X-Trader. Này thì vậy thôi. Vâng, chạy sang nhà Phonesian này này. Ôm tất cả lạc đà sang một tên. Nâng bánh xe lên để tránh trường hợp người ta đổi nhà. Vâng, không thì có một hai con lạc đà thủ nhà cũng được rồi. Chém vào. Vâng, có một lạc đà ở phía bên trong. Kìa kìa. Vâng, tân cung đầu tiên của Phonesian đang nở ra. Nhưng đây là rất nhiều lạc đà dành cho xe trong tay của game thủ U98. Và sẽ công vào ở khu vực màn này. Mới đang chỉ có một tân cung thôi. Chém thẳng mặt. Trương theo người vẫn có cung đờ và đẩy đi ngay. Và đẩy thẳng sang nhà của game thủ. Vâng, Exciter cầm Phonesian đánh cung luôn. Bỏ qua nhà của Maxedonia khi ở những thời điểm đầu thì Maxi đã chết khá dần. Và trong một map la như thế này thì việc chăn dắt lại Macedonia khi mà Maxi hồi lại là một điều vô cùng dễ dàng. Khi mà map là rất bé. Vâng, tần chém bãi gỗ tới từ game thủ 1-1 nhưng nó không có bao nhiêu tác dụng. Khi mà game thủ 98 đang rất tỉnh táo trong những tình huống đỡ nhà. Vâng, màn hình máy tới từ game thủ trường. Như vậy là vẫn quyết định đẩy sang nhà của game thủ cầm Maxi một tần. Và sau đấy sẽ là vâng đẩy sang luôn nhà của Phonesia. Một trận đấu rất dễ đánh rồi dành cho thành viên của phía Game TV trong trận đấu thứ hai của series đấu thứ ba. Vâng, đây là dân của Maxi đang ăn quà. Và đây sẽ là một tình huống fit time dành cho Maxi. Turn hit and run là khá hay dành cho không được khóc ở trong trận thiếu này. Một thế trận gây dây. Màn hình máy tới từ game thủ U98 vẫn đang vâng 34/40. Bắt tân cung đờ này của game thủ X-Trader thì X-Trader sẽ quýt luôn. Vâng, cần phải có sự góp mặt của game thủ trường ở cánh phía bên này. Vâng, không nên lao vào một mình. Tạm thời thì bỏ dân ruộng đã. Trương quay lại. Không em. Bắt luôn tân cung đờ này của đối bạn. Trương có nhiều quân không? Vâng, Trương làm vâng vẫn còn đang bị mất tay với những con ngựa chém của game thủ cầm Maxi. Đây là một tên mà tôi nghĩ rằng vâng có lẽ là nên rút lui. Vâng, Phonesian vẫn đang rất trâu quân. Vâng, phải rút lui trong tên này. Hơi ít quân dành cho Trương. Hitty đang hơi yếu. Vâng, tụ lại một tên quân mới. Phonesian vẫn đang có một bài vắt rất trâu những con cung đờ của mình. Vâng, đây là một tình huống đẩy quân lên dành cho game thủ X-Trader nhưng đang chỉ có 3 cung đờ mà thôi. Pha vẩy e bắt 3 cung đờ đi móc máy này. Màn hình máy tới từ game thủ U98. 35/40. Mang quân sang bắt tên cung đờ này to này của đội bạn là ngon này. Vâng, màn hình máy của Trương. Sao em chỉ ở dưới em gì mang cung R sang. Rồi đấy, đấy, đấy. Đi đúng hướng rồi. Bắt tân quân to của đội bạn đi công là xong luôn trận. Tham lai mình đang đi tương đối mạnh khi mà Maxi đã fit hẳn. Nhưng Phonesian vẫn còn đang khá trâu quân. Không phải là một bài trâu dân tới từ game thủ X-Trader. Vâng, tạm thời bắt được 3 con chém của vâng người cầm Maxi.
Bây giờ thì tụ một tên và kết hợp với lạc đà của U98 thôi. Vâng, U98 đang rất đông quân. Vâng, bỏ nhà U98 cũng được. Ốp thẳng nhà A của đội bạn luôn. Bắn hình máy tới từ Trương. Trương đi luôn em. Lạc đà của U98 đang ốp chạy nhà X rồi. Nó kéo về đấy, bắt luôn tân kéo về. Vâng, đi quân thôi. Đây là máy tới từ game thủ U98. Vâng, tham lai thì càng đánh càng đi. Đây là những con nông dân an hoàng cuối cùng của Macedonia. Vâng, màn hình máy của U98 đang muốn lao vào phía bên trong. Nhưng đây là chiếc BC. Vâng, chạy đường khác phối hợp quân ốp A là thắng mà. Tăng A liên tục tới từ game thủ Trương. Thì rõ nó phải sắp dần nó có lượng quân đủ để đấu. Phi rồi. Vâng, tân đi quân lỗi tới từ game thủ cầm Phoenician. Nhưng mà chỉ có 4 cung thôi. Tụ tân quân to vào và úp một tân luôn không? Khi mà những con cung R đã là có đầu máu. Vâng, chơi luôn thôi. Đang hơi rông dài với một bài như thế này. Hơi rông dài. Khá tốn giấy mực với bài như thế này. Màn hình máy của U98 47/56. Thủ vâng phải đến 2 kích cung R của Phoenicia đang đứng ở một con dốc khó chịu để khiến cho Trường không để đẩy quân. Nhưng ở đằng sau thì Trường vẫn đang có được một kích cung R. Vâng, bắn dãy nhà BC cũng như là những nhà cứng của đội bạn. Đang bị vâng Exeter đang bị quay. 51 dân tới từ Exeter. Maxe đã phít hẳn rồi. Màn hình máy đến từ game thủ U98 Thang Lai vẫn đang là 45/60. Vâng, chơi luôn tên này, bắt luôn. Chém. Và màn hình máy tới từ game thủ Trường. Trường thì vẫn đang vâng đấu ở mặt khác. Có quá nhiều khu vực để có thể đấu quân dành cho game thủ Exeter để Exeter có thể thủ nhà. Nói chung là đây là một thế khoai khi mà 2-1 và Exeter đi sai. Vâng, đang tương đối vâng lằn ngoèo nhưng 2-0 dành cho thành viên của phía Game TV.